Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa anh chị em, chúng ta được ơn Chúa và chúng ta bước đi ở trong phước hạnh mà Ngài đã làm cho đời sống của chúng ta. Xin Chúa Ngài ban phước trên anh chị em, những ai đã trải nghiệm được những phước hạnh từ nơi Chúa. Thì trong thời gian này ở dòng bình luận cũng hãy bày tỏ ra những điều Chúa Ngài làm, những điều chúng ta kinh nghiệm Chúa để chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa những lời cảm tạ. Vì khi chúng ta học lời của Chúa và chúng ta áp dụng trong đời sống của mình, chúng ta thấy kết quả một cách phước hạnh ở trong ơn của Chúa và chúng ta nói lên điều Chúa đã làm. Cảm ơn Chúa. Tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài cầu nguyện chuẩn bị cho dấu kỳ phép lạ. Và hôm nay chúng ta sẽ còn được nhắc nhở và học hỏi đề tài trang bị bằng lời Chúa để cầu nguyện. Và chúng ta có một phần kinh thánh nền tảng ở trong các vua thứ nhất chương 18, câu 30 cho đến câu số 38. Xin chúng ta cùng nghe lời của Chúa. Bây giờ Eli nói với dân chúng, hãy đến gần ta. Dân chúng đến gần ông, rồi Eli sửa lại bàn thờ của Đức Giê-hô-va đã bị phá hủy. Ông lấy 12 hòn đá theo số 12 bộ tộc của các con trai của Gia-cốp, làm người mà Đức Giê-hô-va đã phán rằng Israel sẽ là tên con. Ông dùng 12 hòn đá ấy dựng lên một bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, ông cho đào một cái mương chứa khoảng 15 lít hạt giống. Rồi ông chất củi, chặt con bò ra từng miếng và sắp lên trên củi. Ông nói, hãy múc đầy bốn bình nước và đem đổ ở trên tế lạy thiêu và củi. Ông lại nói, hãy làm lần thứ nhì. Thì họ làm lần thứ nhì. Ông lại tiếp, hãy làm lần thứ ba. Và họ làm lần thứ ba. Nước chảy tràn chung quanh bàn thờ đến nỗi đầy cả mương. Đến giờ dân tế lễ chai buổi chiều, nhà tiên tri Eli đến gần và cầu nguyện rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Israel, hôm nay xin cho mọi người biết rằng trong Israel Ngài là Đức Chúa Trời. Con là đầy tớ của Ngài và con vâng lời Ngài làm mọi điều này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời con, xin đáp lời con, để dân này biết rằng chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Ngài khiến cho lòng họ quay trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va giáng xuống, thiêu đốt tế lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước ở trong mương. Cảm ơn Chúa vì phần kinh thánh này cho chúng ta thấy một lời cầu nguyện được kết quả, mà chúng ta thấy những điều kỳ diệu xảy ra. Đó là Chúa đáp lời một cách tức thì, Ngài sai lửa, giáng lửa từ trời xuống để thiêu đốt của lễ. Lời cầu nguyện hết sức là linh nghiệm. Và chúng ta sẽ học làm thế nào để chúng ta có thể có một đời sống cầu nguyện linh nghiệm. Và tối hôm nay chúng ta sẽ cùng suy nghĩ, đó là trang bị bằng lời của Chúa để chúng ta có thể cầu nguyện một cách linh nghiệm. Vì không có lời của Chúa, mọi lời cầu nguyện sẽ chấm dứt ở trong sự thất bại. Những lời cầu nguyện như vậy không hơn gì một nghi thức của tôn giáo. Nhưng mà chị em chúng ta đã được nhắc nhở, như các môn đồ đã xin Đức Chúa Giê-xu dạy cho mình cầu nguyện, thì Chúa Giê-xu đã dạy họ hãy cầu nguyện lại cha chúng con ở trên trời. Đây là một mối liên hệ, đây là một sự tương giao, đây là trình dâng nhu cầu của mình với Đức Chúa Trời từ lòng đến lòng. Cho nên chúng ta thấy rằng lời của Chúa cho chúng ta thấy cầu nguyện không phải là một nghi thức tôn giáo, nhưng mà là một sự tiếp cận với Đức Chúa Trời, trình dâng những nhu cầu của mình và tin rằng Chúa là đấng đáp lời cầu nguyện. Và thời gian thứ nhất chương 5 câu số 14 cho chúng ta lẽ thật hết sức là quan trọng. Này là điều chúng ta dạng dĩ trước mặt Chúa. Nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Ở đây có một sự dạng dĩ mà chúng ta có thể đến ở trước mặt Chúa để chúng ta cầu nguyện và biết rằng Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Đó là chúng ta xin, chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Ngài. Làm sao để chúng ta có thể biết được ý muốn của Chúa? Lời của Chúa là điều mang lại lời cầu nguyện của chúng ta đến tận thiên đàng. Vì lời của Chúa chính là ý của Chúa đã được chép thành văn tự cho chúng ta. Lời Chúa là ngôn ngữ của Chúa. Cho nên khi chúng ta đến được trước mặt Chúa và chúng ta cầu nguyện dựa trên lời của Chúa, chúng ta sẽ thấy kết quả. Cầu nguyện mà Chúa không nghe đến thì thật là uổng công, phải không chị? Cho nên chúng ta cần phải có một lời cầu nguyện mà chúng ta biết chắc rằng Ngài sẽ nghe chúng ta. Lời cầu nguyện mà đảm bảo rằng Chúa Ngài sẽ nghe và đáp lời cầu nguyện. Đó là điều mà chúng ta đeo đuổi. Giống như một người, chúng ta thấy nếu nhắc ống nghe của điện thoại lên và bắt đầu nói trong khi đường dây chưa được nối kết, thì chúng ta thấy chỉ là chơi trò chơi nói điện thoại mà thôi. Cũng vậy, nếu đời sống cầu nguyện của chúng ta mà chúng ta nói mà không dựa trên một sự nối kết với thiên đàng, thì chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện đó chỉ là một hình thức, một công tác tôn giáo.
người cầu nguyện cũng không tin rằng Chúa Ngài sẽ đáp lời, bởi vì không biết một cách chắc chắn. Nhưng chúng ta thì không, chúng ta muốn đeo đuổi làm thế nào để đời sống cầu nguyện của chúng ta như lời của Chúa hứa, đó là chúng ta cầu xin việc gì thì Ngài cũng nghe chúng ta. Muốn được như vậy, chúng ta phải theo ý muốn của Ngài. Và chúng ta đến với lời của Chúa. Và lời của Chúa chính là điều làm cho lời cầu nguyện của chúng ta có giá trị. Và hội đủ điều kiện để được Chúa Ngài lắng nghe, thiên đàng lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta và có sự đáp lời. Nhất là khi chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thì chúng ta tin rằng cầu nguyện là xin Chúa xét lẽ công bình cho những kiện cáo từ quả ngục. Có những điều mà chúng ta thấy kẻ thù ngăn trở. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện theo ý của Chúa thì chúng ta hiểu được lý do tại sao nhiều người không nhận được sự đáp lời. Lý do là bởi vì không cầu nguyện theo ý của Chúa. Và chúng ta thấy rằng có cớ kiện cáo từ nơi quả ngục, từ nơi thế giới tối tăm, từ nơi ma quỷ. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện dựa theo ý của Chúa và làm đúng theo như lời của Chúa dạy thì chúng ta sẽ thấy kết quả. Vì thiếu trang bị bằng lời Chúa cho nên nhiều lời cầu nguyện bị giới hạn. Nhưng chúng ta tin rằng lời của Chúa khi chúng ta làm đúng, chúng ta sẽ thấy kết quả như tiên tri Eli đã làm. Cảm ơn Chúa. Phải có lời của Chúa để bảo đảm Chúa Ngài nhận lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta xem một số gương cầu nguyện. Thứ nhất, chúng ta thấy gương cầu nguyện của Đức Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu nghe tin Lazarus đã chết, thì cái Thánh ghi lại chúng ta một cái điều rất là lạ, đó là Chúa Giê-xu đã trì hoãn thêm 2 ngày nữa trước khi Ngài trở về Bethany. Tại sao? Tại sao Chúa không về lập tức? Tôi tin rằng Ngài chuẩn bị cho một cuộc chạm trán lịch sử. Và đây là lần đầu tiên mà mọi người có thể chứng kiến quyền năng của sự đáp lời cầu nguyện từ nơi thiên đàng, khiến cho một người đã chết, đã thân thể đã hư rữa, đã có mùi. Chúa Ngài sẽ gọi người này sống dậy. Điều mà chúng ta để ý đến ở đây, Chúa Giê-xu Ngài nói ở trước mộ của Lazarus ở trong văn chương 11 câu 41 đến 43. Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giê-xu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi Lazarus, hãy ra. Điều gì xảy ra sau khi Chúa Ngài phán lời ấy? Để câu 44 cho chúng ta thấy người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm, mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giê-xu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người và để người đi. Chắc chắn rằng việc đã được chuẩn bị trước khi Đức Chúa Giê-xu đến với ngôi mộ của Lazarus. Phải có nhiều sự chuẩn bị trước. Vì đến đó chúng ta không thấy Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện, mà Đức Chúa Giê-xu Ngài công bố kết quả của sự cầu nguyện của Ngài với Chúa Cha bằng cách Ngài cảm ơn, tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Và rồi chúng ta thấy Chúa Giê-xu tuyên bố và gọi: Lazarus, hãy ra. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng điều mà chúng ta thấy ở bên mộ chỉ là sự biểu lộ ra bên ngoài để cho những người quan sát, những người đứng ở bên cạnh mộ đó, những người Do Thái đến để chia buồn với gia đình của Mary và Martha. Và chúng ta thấy ở tại đây Chúa Giê-xu đã không dành thời giờ lâu để cầu nguyện, nhưng mà Ngài chỉ tạ ơn Cha vì Cha đã nghe và đã đáp lời cầu nguyện của Ngài rồi. Như vậy chắc chắn rằng Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trước và có một sự chuẩn bị. Cho nên chị em đừng vội vàng. Càng dành nhiều thời gian để chuẩn bị với lời của Chúa thì bạn càng ít thời gian phải dùng để hành động. Tôi tin rằng một khi chúng ta chuẩn bị với lời của Chúa thì Chúa không cần phải nghe chúng ta cầu xin hết lời, thì Chúa Ngài đã hành động rồi, bởi vì chúng ta có sự chuẩn bị. Nên một lần nữa, đừng vội vàng anh chị em. Hãy dành đủ thời gian chuẩn bị với lời của Chúa. Chúng ta cần phải tra xét, chúng ta cần phải tìm những lời hứa của Chúa, lời của Ngài về hoàn cảnh này như thế nào và lời hứa của Chúa ra sao, để rồi chúng ta có thể đứng ở trên lời đó và chúng ta cầu xin Cha. Và chúng ta sẽ thấy sự đáp lời của Chúa. Cũng vậy,
Giống như hình ảnh trước khi chúng ta bước vào thì giờ cầu nguyện, hãy ngồi xuống và chuẩn bị như là chúng ta là một luật sư sắp sửa bước vào ở trong phiên tòa. Phải có sự chuẩn bị, phải có sự sắp đặt những ý tưởng cũng như là sự trình bày của mình, cũng như những điều mà mình bày tỏ ra để biện hộ cho người mà mình đại diện. Sắp xếp một cách hẳn hoi với lời của Chúa, đầy đủ với lời hứa, đặc ân mà Chúa Ngài ban cho. Và chúng ta đến và chúng ta nhận những điều mà Chúa Giê-xu đã chuẩn bị cho chúng ta. Rồi chúng ta trình dâng ở trước Chúa là quan án công bình, đấng cầm quyền xét xử. Lời của Chúa ở trong Ê-sai 43 câu 26 cho chúng ta một điều hết sức là đặc biệt ở tại đây. Hãy nhắc lại cho ta nhớ, chúng ta hãy bình luận cùng nhau, hãy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được xưng công bình. Ở đây cụm từ hãy nhắc lại cho ta nhớ, đây là điều mà chúng ta thấy đặc biệt. Khi tôi cầu nguyện với Chúa cho một nan đề, cho một vấn đề, thì tôi thưa với Chúa rằng việc đó đã xảy ra, nhưng theo như lời của Chúa như thế này, như thế này. Thì lại Chúa, đó là điều không thể chấp nhận được vì nó nghịch lại với ý của Chúa. Bây giờ con cầu xin ý của Ngài được thể hiện. Ví dụ, có người đến với tôi và nhờ cầu nguyện vì thấy có một cái sự việc xảy ra, đó là có những thất thoát về tài chính một cách rất là vô lý. Thì tôi hỏi và chuẩn bị đó rằng, anh chị có phải là người đã lấy hoa quả đầu mùa của mình mà tôn vinh Chúa chăng? Và trong những trường hợp chúng tôi nói rằng hãy chứng minh bằng cái cuốn ngân phiếu của mình. Và tôi đứng với người đó và thưa với Chúa rằng, lại Chúa, theo như lời của Ngài hứa, khi chúng con tôn quý Chúa và dâng lại cho Chúa phần thánh của thánh mà Chúa Ngài bảo chúng con phải biệt riêng ra, thì Chúa sẽ vì chúng con mà cấm những kẻ cắn phá. Thì lại Chúa có những sự cắn phá ở trong đời sống tài chánh của anh chị em con. Xin Chúa là đấng xét lẽ công bình, và xin Chúa giờ này ở trong ơn của Ngài ngăn cấm kẻ cắn phá và ban phước trên đời sống tài chánh của anh chị em con. Đó là chúng ta sắp đặt bằng lời của Chúa, rồi chúng ta đến trước mặt Chúa trình bày duyên cớ của chúng ta. Như Chúa bảo, hãy nhắc lại cho ta nhớ, chúng ta hãy bình luận cùng nhau. Ở đây có một lời mời mà chúng ta thấy hết sức là đặc biệt tại đây. Như vậy, có một thể loại cầu nguyện không phải chỉ là chúng ta xin Chúa, nhưng mà Chúa bảo chúng ta hãy nhắc cho Ngài nhớ. Như vậy, câu hỏi của chúng ta là, chúng ta tại sao phải nhắc Chúa? Tại vì Chúa Ngài già nua và quên chăng? Không, ý mà tôi tin rằng lời của Chúa bảo chúng ta tới đây hãy nhắc Chúa về những lời Ngài hứa. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài là đấng thành tín, và Ngài đang tỉnh thức để làm thành những điều lời của Ngài đã phán với chúng ta. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta nhớ điều đó. Bởi vì Chúa Ngài không thể tự dối mình, và Chúa không thay đổi. Cho nên chúng ta có quyền để xin Chúa Ngài làm theo như những điều Ngài hứa, cũng như là những nguyên tắc của lời của Ngài mà Ngài đã sắp đặt. Tôi dùng lời Chúa để kêu nài duyên cớ hay là cầu thai cho người khác. Cho nên chị em yêu dấu của tôi, hãy chấm dứt cầu nguyện như là những hình thức tôn giáo. Mà lòng của chúng ta phải được trang bị đầy dẫy với lời của Chúa. Và chúng ta phải biết ý của Ngài để giữ đường dây trực tiếp đến với Chúa được luôn liên lạc. Colossae chương 3 câu 16, lời của Chúa dạy chúng ta: nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em. Đây là lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô cho hội thánh của Chúa ở tại thành Colossae. Ông cầu xin đó là lời của Đấng Christ ở đầy ở trong lòng của các tín hữu. Tôi cũng cầu nguyện điều đó để chúng ta ngày hôm nay, lời của Đấng Christ luôn đầy dẫy ở trong lòng của chúng ta. Lời của Chúa là đường dây, là nền tảng để khiến cho chúng ta có thể đến trước mặt Chúa, trình dâng những nhu cầu của mình, cầu nguyện, nhắc nhở Chúa về những điều Ngài hứa, và sẽ thấy sự đáp lời từ nơi Chúa cho đời sống của chúng ta. Vì Ngài hành động khi chúng ta xin theo ý của Ngài. Cho nên khi chúng ta dùng đúng theo như lời của Chúa, theo ý của Ngài, chúng ta sẽ đến được với Chúa và nhận sự đáp lời của Ngài. Ê-sai 43 câu 26 nhắc lại điều này: hãy nhắc lại cho ta nhớ, chúng ta hãy bình luận cùng nhau, hãy luận lẽ đi, hầu cho ngươi được xưng công bình.
mấy cụm từ này cho chúng ta một ý niệm. Mà nếu chúng ta không hiểu về nguyên tắc Đức Chúa Trời Ngài tôn trọng lời của Ngài và cho chúng ta được đặc ân này, chúng ta sẽ có một cái mặc cảm là tôi là ai mà lại nhắc Đức Chúa Trời, rồi lại biện luận với Chúa và luận lẽ với Chúa. Và Chúa Ngài muốn chúng ta mang lời Chúa hứa và những nguyên tắc của lời của Ngài để chúng ta ra mắt Chúa. Làm sao để chúng ta có thể nhắc Chúa? Chúng ta nhắc Chúa về điều Chúa hứa, lời Chúa hứa. Làm sao để chúng ta có thể luận lẽ với Chúa? Luận lẽ theo lời và quy luật của Chúa. Lời của Chúa là ngôn ngữ của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và Thi Thiên 138 câu số 2 nhắc chúng ta: vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh của Chúa. Chúa nghe rất trân quý lời của Ngài. Ngài là đấng có một cái chữ tín rất là lớn. Những gì Ngài phán thì Ngài giữ theo lời Ngài phán. Ngài không thất tín, Ngài cũng không nuốt lời. Ngài phán và Ngài làm. Cho nên chúng ta có thể đến với Chúa một cách giản dị và biết rằng khi chúng ta cầu nguyện theo lời của Chúa, theo ý của Ngài, Ngài sẽ nghe chúng ta là như vậy. Cho nên một điều rất cần thiết để mọi việc được sắp xếp đúng và trong vị trí, và đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta xét lại cả Kinh Thánh thì chúng ta sẽ khám phá ra lẽ thật này: tất cả mọi công việc diễn ra đều có một cái sự nối kết một cách trực tiếp đến với lời Chúa phán. Đức tin cầu nguyện của linh nghiệm dựa trên lời của Chúa. Cho nên hãy sắp đặt, hãy đến và để lời của Chúa làm nền tảng, ý của Ngài được bày tỏ và chép thành văn tự làm nền tảng cho thì giờ cầu nguyện của chúng ta. Thì chúng ta sẽ thấy sự đáp lời của Chúa. Tôi thấy nhiều người mòn mỏi với những lời cầu nguyện không chứa đựng ý của Chúa. Nhưng tôi chưa thấy người cầu nguyện theo ý của Chúa mà thất bại. Chúng ta hãy đảm bảo mình có lời của Chúa. Khi chúng ta thiếu lời của Chúa, lời cầu nguyện của chúng ta mất đi giá trị và sức mạnh. Làm sao lời cầu nguyện, cùng một lời cầu nguyện trong nhiều năm, không thấy sự đáp lời của Chúa, mà người đó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại cái lời cầu nguyện, mà không dừng lại để đặt câu hỏi tại sao lời cầu nguyện của mình không được nhầm, còn thiếu điều gì, để rồi chúng ta có thể kiện toàn. Mục đích của chúng ta là cầu nguyện để thấy những dấu kỳ phép lạ xảy ra, thì hãy kiểm chứng lại. Chúa bảo chúng ta hãy nhắc cho Ngài nhớ, không phải vì Ngài hay quên, bèn là vì Chúa Ngài sẽ thực hiện điều Chúa Ngài đã hứa. Cảm ơn Chúa. Và tôi dùng hình ảnh người cầu thai như là một thư ký riêng của Chúa. Xem thời khóa biểu và những cuộc hẹn. Đó rồi chúng ta nhắc nhở Chúa về những điều mà Chúa Ngài đã hứa và những việc mà Chúa Ngài đã định, những cuộc hẹn, để chúng ta có thể cầu nguyện và xin Chúa Ngài nhớ đến. Có một cụm từ mà Kinh Thánh thường hay nói đến: Chúa nhớ đến. Chúa nhớ đến dân sự của Ngài, Chúa nhớ đến một con người nào đó. Có một sự nhớ đến của Chúa vì có sự nhắc nhở. Khi chúng ta nhắc Chúa về những lời mà Chúa Ngài đã hứa, cho nên chúng ta phải trang bị lời của Chúa như gương của Đức Giê-xu Ngài đã làm cho chúng ta. Thứ hai, một tấm gương khác mà chúng ta thấy là gương của tiên tri Eli, dựa theo phần Kinh Thánh câu gốc, phần gốc mà chúng ta học ở trong buổi tối hôm nay. Chúng ta trở lại với phần Kinh Thánh đó, Các Vua thứ nhất chương 18, từ câu 36 cho đến câu số 39. Đến giờ dâng của lễ chay ban chiều, tiên tri đến gần và cầu nguyện rằng: lạy Jehovah Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và của Israel, ngày nay xin tỏ cho người ta biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời trong Israel, rằng tôi là kẻ tôi tớ của Ngài, và tôi vâng lời Ngài và làm theo mọi sự này. Đức Giê-hô-va ơi, xin nhậm lời tôi, xin đáp lời tôi, hầu cho dân sự này nhìn biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, và Ngài khiến cho lòng của họ trở lại. Lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống, thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước ở trong mương. Câu số 39, đây là kết quả. Thấy vậy, cả dân sự sóc mình xuống đất và la rằng: Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì kết quả. Chúa Ngài đáp lời tức thì và trả lời bằng dấu kỳ phép lạ. Chúa Ngài giáng lửa từ trời xuống để thiêu đốt của lễ. Đây, chúng ta còn nhớ bối cảnh này là một sự thách thức giữa tiên tri Eli và các tiên tri của Ba-anh.
Vì dân chúng trong thời bấy giờ, dân Israel trong thời bấy giờ đã rơi vào trong tình trạng là họ không còn biết đâu là chân thần, Ba-anh hay là Đức Chúa Trời. Thì tiên tri Eli đã thách thức họ, các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào. Nếu Jehovah là Đức Chúa Trời hãy thờ phượng Ngài, mà nếu Ba-anh là Đức Chúa Trời hãy thờ phượng nó. Và ông đã đưa ra một cái thách thức, đó là các tiên tri Ba-anh sẽ kêu thần của mình, ông sẽ cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Thần nào đáp lửa từ trời để thiêu đốt của lệ thì đó là chân thần. Và chúng ta thấy ở đây tiên tri Eli đã thực hiện công việc và có những điều mà ông đã chuẩn bị khiến cho lời cầu nguyện của ông được Chúa Ngài đáp lời, và Chúa Ngài đã đến và đã chứng minh Ngài thật là Đức Chúa Trời, là chân thần. Thì cả dân Israel thấy việc Chúa Ngài đáp lời đó, sắp mình xuống đất và la rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, Jehovah là Đức Chúa Trời. Mà trước khi tiên tri Eli cầu nguyện những lời này thì sự chuẩn bị rất là rõ ràng mà chúng ta có thể tìm thấy được ở trong phần Kinh Thánh này. Những điều này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị cho điều chúng ta cầu nguyện. Thứ nhất, chúng ta thấy ông thu thập đá. Các Vua thứ nhất chương 18 từ câu 31 đến câu 32, theo như bản hiệu đính. Ông lấy 12 hòn đá theo số 12 bộ tộc của các con trai Gia-cốp, là người mà Đức Giê-hô-va đã phán rằng Israel sẽ là tên con. Ông dùng 12 hòn đá ấy dựng lên một bàn thờ nhân danh Đức Giê-hô-va. Chung quanh bàn thờ, ông cho đào một cái mương chứa khoảng 15 lít hạt giống. Cảm ơn Chúa, lửa của Chúa không đổ xuống cho đến khi đá được xếp lại. Nhưng đá này là gì? Ở trong Ma-thi-ơ chương 21 câu 42 đến 44 cho chúng ta thấy Đức Giê-su phán rằng: các ngươi há chưa hề đọc lời ở trong Kinh Thánh: hòn đá đã bị người xây nhà bỏ ra, trở nên đá gốc nhà. Ấy là một sự lạ ở trước mắt chúng ta hay sao? Bởi vậy ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó. Kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Đá mà Đức Chúa Giê-xu nói đến tại đây là chính mình Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài là vần đá sống. Và hòn đá là Đức Giê-xu, và Đức Giê-xu chính là lời của Đức Chúa Trời. Mà Phú Âm Văn chương 1, câu 1 và câu 14 đã xác nhận với chúng ta, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Và câu 14, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Cho nên chúng ta thấy đá mà trước tiên phải được thu xếp lại chính là lời của Ngài. Bất cứ điều gì rơi nhầm đá ấy sẽ bị dập nát, và bất cứ điều gì mà đá này rớt trên đều sẽ trở nên như tro bụi. Điều này có nghĩa là khi chúng ta sử dụng lời của Chúa để chống lại với những nan đề mà chúng ta đối diện, là chúng ta thu góp đá để chống lại nan đề của chúng ta, làm cho nan đề của chúng ta dập nát và tan ra như tro bụi. Khi chúng ta vận dụng lời của Chúa là chính Đức Chúa Giê-xu để chúng ta cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, chúng ta biết rằng không gì có thể phá hủy lời của Chúa được. Lời của Chúa sẽ tiếp tục mang lại sự đắc thắng. Lời của Chúa như búa, lời của Chúa như lửa thiêu đốt, đập vỡ thiêu đốt, không chỉ đứng nổi trước lời của Chúa. Cảm ơn Chúa. Một hình ảnh mà chúng ta thấy mô tả cho chúng ta từ đầu của sự chuẩn bị này, đó là gương của David khi ông đối diện với Goliath. Kinh Thánh chép cho chúng ta trong Sa-mu-ên thứ nhất chương 17 từ câu 40 ghi lại cho chúng ta câu 40 và câu 50. Cầm một cây gậy, lửa dưới khe 5 cục đá bóng láng, để trong cái túi chăn chiên của mình vẫn có, và cái trành ném đá ở nơi tai, rồi xông tới người Philistin. Câu 49, David thò tay vào túi, lấy một cục đá, ném nó bằng trành trúng nơi trán của người Philistin. Cục đá lọt thấu vào trong trán, Goliath té úp mặt xuống đất. Như vậy David thắng được người Philistin bằng cái trành ném đá và cục đá, đánh chết hắn mà không có gươm nơi tay. Anh chị em thân mến, thay vì phí thời gian làm những công tác và hình thức của tôn giáo, hãy dành thời giờ để lựa những viên đá, như là David đã lựa để đánh hạ Goliath ở trong đời sống của chúng ta. Hãy đến với dòng sông sự sống là Kinh Thánh. Chúng ta cẩn thận chọn những viên đá,
là hình ảnh của những câu, những lời Chúa hứa cho những hoàn cảnh. Như David lựa 5 hòn đá bỏ vào trong túi của mình. Chúng ta lựa những lời Chúa hứa, chúng ta ghi nhớ và chúng ta giữ ở trong tấm lòng của mình như David bỏ những hòn đá này vào trong túi. Rồi ông tiến ra đối diện với Goliath như chúng ta tiến ra đối diện với nan đề của mình. Và chúng ta có thể lựa đúng cái viên đá, cái hòn đá, bỏ vào trong trành ném đá. Trành ném đá tại đây là một cái phương tiện để có thể tải cái hòn đá đó đi. Và chúng ta thấy nó là một cái túi bằng da với 2 sợi dây. Và khi quay với một cái tốc độ, một cái tốc độ thật là nhanh, và khi người ném trành ném đá buông một trong 2 sợi dây, thì hòn đá bắt đầu bay ra. Lời cầu nguyện của chúng ta là trành ném đá. Đá là lời của Đức Chúa Trời sẽ đánh hạ những cái kẻ thù của chúng ta, những Goliath trong đời sống của chúng ta. Cho nên cho đến chừng chúng ta dừng lại để thu góp đá, thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không có kết quả như chúng ta mong đợi. Chúa không làm thay cho chúng ta công việc này. Chúa muốn chúng ta là những người con Chúa, những người tin Ngài. Chúng ta phải biết ý của Chúa, chúng ta phải dành thời giờ, chúng ta phải chuẩn bị lời của Chúa, sẵn sàng để chúng ta có thể cầu nguyện một cách trình tự, một cách có nền tảng dựa trên lời của Chúa hứa. Tiên tri Eli, ông tự thu góp đá để xếp lại bàn thờ. Thì cũng vậy, đây là trách nhiệm cá nhân của mỗi một chúng ta. Ông sắp đặt lại bàn thờ dựa trên 12 hòn đá, dựa trên hình ảnh của 12 chi phái của Israel. Ông sắp đặt lại và ông gọi cái nơi mà 12 hòn đá này được góp lại là bàn thờ của Đức Giê-hô-va. Rồi tại đó chúng ta thấy ông đã xếp củi lên. Xếp củi ở tại đây chúng ta thấy ở trong Các Vua thứ nhất chương 18 câu số 33, rồi chất củi và xả bò tơ ra từ miếng và sắp nó lên trên củi. Củi cũng là một từ khác để nói về lời của Chúa. Chúng ta có thể nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu nói ở trong Luca chương 23 câu số 31. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ ra sao? Một lần nữa chúng ta thấy ở đây Đức Chúa Giê-xu nói về chính mình Ngài là cây xanh. Rằng chương 1 xác nhận với chúng ta Ngài là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên lời của Chúa ở đây cũng là hình ảnh của củi ở trên bàn thờ mà tiên tri Eli đã sắp đặt. Lời của Chúa được sắp đặt một cách thứ tự. Lời của Chúa được sắp đặt để chuẩn bị. Ở trên bàn thờ đã được gom lại là lời của Chúa. Rồi củi cũng là hình ảnh của lời của Chúa được sắp ở trên bàn thờ. Sau đó chúng ta thấy tiên tri Eli đã xả con bò ra của lễ thiêu và để nó ở trên bàn thờ. Cũng vậy, cho nên chúng ta phải có lời của Chúa làm nền tảng, lời của Chúa làm củi để làm nguyên liệu để lửa có thể cháy. Châm ngôn chương 26 câu 20 nói rằng lửa tắt tại thiếu củi. Xin Chúa Ngài cho để chúng ta để lời của Ngài cứ tiếp tục giữ lửa trong đời sống của chúng ta. Cho nên hãy sửa là bàn thờ bằng cách thu góp đá. Rồi không dừng lại tới đó, mà chúng ta phải xếp củi một cách thứ tự là những câu kinh thánh mà chúng ta tìm được. Cho tôi đưa ra cho anh chị em 2 cái ví dụ thế nào để chúng ta có thể cầu nguyện cho sự chữa lành cho một người. Ê-sai 53 câu 4 đến câu 5. Đây là cách mà tôi lượm đá, sắp xếp lại bàn thờ và sử dụng lời của Chúa tại đây để đến trước mặt Chúa trong sự cầu nguyện hay là cầu thai trong lúc tôi phục vụ cho những người có nhu cầu. Ê-sai 53 câu 4 đến câu 5 chép: Thật, người đã mang sự đau ớn của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh. Cảm ơn Chúa. Khi một người liên lạc hay là một người tiến lên trong giờ thờ phượng cho chúng tôi biết là có nhu cầu cần được sự chữa lành, thì tôi sắp đặt và bàn thờ củi để chuẩn bị dâng lên Chúa lời cầu nguyện và cũng để củng cố đức tin của người nhận sự cầu nguyện để có thể kinh nghiệm được sự chữa lành từ nơi Chúa. Thì tôi nhắc
lời của Chúa trong Ê-sai 53 câu 4 câu 5. Rồi Ma-thi-ơ chương 8 câu 16 17. Tiên tri Ê-sai 53 là lời tiên tri khoảng 700 năm trước khi Đức Giê-xu ngài giáng sinh, ngài nhập thể làm người. Rồi Ma-thi-ơ chương 8 thì lúc đó Chúa ngài bắt đầu thánh vụ của ngài. Kinh Thánh chép: đến chiều người ta đem cho Đức Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Vậy cho được ứng nghiệm lời của đấng tiên tri Ê-sai nói rằng: chính ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn cho chúng ta. Ma-thi-ơ quan sát và thấy cái khung cảnh đó thì ông liền nhớ đến lời tiên tri Ê-sai được chép ở trong Ê-sai 53. Bởi những lằn roi của người chúng ta được lành bệnh, chính ngài đã lấy tật nguyền của chúng ta và gánh bệnh hoạn của chúng ta. Rồi phía thứ nhất chương 2 câu số 24. Đây là việc diễn ra qua lá thư này. Thì lúc đó Đức Giê-xu đã làm xong công việc. Ngài đã gánh những lằn đòn, chịu những lằn roi thay thế cho con cái của Ngài và cho loài người của chúng ta rồi. Thì lời của Chúa chép Phi-e-rơ thứ nhất chương 2 câu 24: Ngài gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình. Lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bệnh. Đến đây thì chúng tôi có thể thưa với Chúa rằng và công bố: nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em con, chị em con đã được lành bệnh ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Công bố điều đó dựa trên lời của Chúa. Và bây giờ nói đến thân thể của người bệnh. Nhân những lằn đòn của Chúa và Giê-xu, Chúa Giê-xu đã gánh chịu, người chị em này, người anh em này đã được lành ở trong Chúa. Cho nên trong danh Đức Chúa Jesus Christ, bệnh tật phải ra khỏi. Ta thực thi chân lý của Chúa, lời của Đức Chúa Trời, sự chữa lành đến ở trên thân thể này. Đó là chúng ta nhắc Đức Chúa Trời về điều Ngài hứa. Và chúng ta cũng có thể biện luận như lời của Chúa đã bảo chúng ta. Nhưng mà tại đây thì chúng ta trình bày một cách thứ tự và nhắc Chúa về lời của Ngài đã hứa. Và với lòng tin trọn vẹn tin rằng người bệnh sẽ kinh nghiệm được sự chữa lành ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Một trường hợp khác là một người chưa biết Chúa nhưng đang ở trong tình trạng rất nguy ngập mà có thể là không thể sống lâu được. Chúng ta có thể xin Chúa Ngài gia hạn cho một người sắp qua đời nhưng chưa biết Chúa, bởi vì chúng ta biết ý của Chúa. Và đây là điều mà Chúa Ngài dạy tôi và tôi đã sử dụng và xin Chúa Ngài thực hiện công việc. Thì trong 39 năm trong chức vụ, chúng tôi đã thấy sự gia hạn này của Chúa một cách hết sức là đặc biệt trên nhiều cuộc đời. Đó là ý của Chúa mà chúng ta có thể dựa trên để chúng ta xin Chúa Ngài gia hạn cho. Và ý của Chúa trong Timôthê thứ nhất chương 2 câu số 4 nói: Ngài muốn cho mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Đó là ý muốn của Chúa. Nếu chúng ta cầu nguyện theo ý của Ngài thì chúng ta biết chắc rằng Ngài nghe chúng ta. Và chúng ta biết ý của Chúa là Ngài muốn mọi người có cơ hội để được cứu. Và Phi-e-rơ thứ nhì chương 3 câu số 9: Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Cảm ơn Chúa. Và dựa trên ý của Ngài, chúng tôi đến ở trước mặt Chúa và xin Chúa theo ý của Ngài. Ngài muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu, muốn mọi người có thể kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa trước khi rời trần gian này. Những người này chưa biết Chúa, bởi sự lên tiếng nhờ của người thân thương trong gia đình. Chúng con đứng chung trong đức tin và xin ý của Chúa được thể hiện. Xin Chúa gia hạn cho người này, sự chữa lành của Ngài đến trên thân thể để người này có cơ hội sống. Và điều thứ hai, để người này sớm cũng như có cơ hội để tin nhận Chúa, để ăn năn, để nhận sự cứu rỗi từ nơi Chúa trước khi vào cõi đời đời. Và cảm ơn Chúa, Chúa nghe đáp lời cầu nguyện. Và chúng tôi thấy nhiều trường hợp người ta đã thôi thấp, đã rất yếu rồi. Có những trường hợp tay đã bắt ở trên chân thông như là bắt đốm đốm theo những người Việt chúng ta nói đó. Họ đã trí não đã đi vào trong chỗ gặp ảo giác rồi. Thì lập tức người này lại được phục hồi một cách đặc biệt.
sống được chữa lành và có cơ hội để tiếp nhận Chúa làm cứu chủ của đời sống. Có những người thuộc lại cho chúng tôi là họ dường như đang ở trong một cái trạng thái là rời khỏi hồn đã, phần tâm linh đã rời khỏi thân thể của mình. Thì thấy có một người mặc áo trắng đến đỡ cái chiếc xe của mình vì xe lật. Thì lập tức thấy mình được trở lại trong thân thể và khỏe mạnh. Rồi có cơ hội tin nhận Chúa làm cứu Chúa của đời sống. Cảm ơn Chúa vì nhiều lần cho chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện khi chúng ta xin theo ý của Ngài. Trong việc xin Chúa Ngài gia hạn cho một người nào đó. Vì ý của Chúa là Ngài không muốn ai bị chết mất hết. Ngài muốn mọi người có cơ hội an năng để được cứu. Cảm ơn Chúa sắp đặt nền tảng một cách vững chắc cho lời cầu nguyện của chúng ta. Là điều mà chúng ta tin rằng Chúa Ngài sẽ mang lửa từ trời đến ở trên của lễ. Điều thứ ba mà chúng ta thấy tiên tri Eli đã làm đó là đổ nước lên. Kinh Thánh cho thấy Eli đổ nước lên như các vua thứ nhất chương 18 câu 33 đến 35. Rồi chất củi xả bò tơ ra từng miếng và sắp nó ở trên củi. Kế người nói, múc nước đầy 4 bình nước và đem đổ trên của lễ thiêu và củi. Người lại nói, hãy làm lần thứ nhì. Người ta làm lần thứ nhì, người tiếp hãy làm lần thứ ba. Và họ làm lần thứ ba cho đến nỗi nước chảy chung quanh bàn thờ và đầy cái mương nữa. Nước ở đây một lần nữa là hình bóng của lời của Chúa. Ê-phê-sô chương 5 câu 25-26 chép, Đấng Christ đã yêu hội thánh phó chính mình Ngài vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch. Khi mà lời của đức tin được đổ đầy ở trong chúng ta thì sẽ chảy ra một cách mạnh mẽ. Khi lời của Chúa đầy ở trong chúng ta. Tại thành phố Houston này có một chức vụ của ông bà mục sư John Austin. Đặc biệt là bà là Dodi Austin. Thì nhiều năm về trước, bà khi đi khám thường niên thì bác sĩ lại cho biết là bà bị ung thư trong giai đoạn cuối. Bác sĩ cho biết rằng bà chỉ còn một vài tuần nữa để sống. Nhưng mà ông bà không chấp nhận lời của bác sĩ tuyên bố. Bà và ông đứng ở trên lời của Chúa và xin Chúa Ngài chữa lành theo như lời Chúa hứa. Còn bà thì đã dò tìm 40 câu kinh thánh xác nhận rằng con gái của Chúa là con gái của Chúa, bà có thể kinh nghiệm sự chữa lành vì không thể chết vì ung thư, vì chức vụ và sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của ông bà còn rất dài. Và cảm ơn Chúa, bà đã được Chúa Ngài chữa lành một cách siêu nhiên, vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay, trên 87 tuổi vẫn còn khỏe mạnh. Hầu việc Chúa, bà đã chọn lời của Chúa, những câu kinh thánh liên quan đến sự chữa lành, sắp đặt một cách trật tự ở trên bàn thờ và dâng lên trước mặt Chúa, và Đức Chúa Trời Ngài đã đáp lời. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài đã đáp lời và giáng lửa từ trời xuống ở trên của lễ. Lời cầu nguyện như lửa cháy bùng, lời cầu nguyện sốt sắng, thì chúng ta sẽ thấy dựa trên lòng sốt sắng do lời của Chúa nung đốt mà chúng ta thấy rằng Chúa Ngài đã đáp lời cầu nguyện. Và hình ảnh mà tiên tri Eli đã cầu xin Đức Chúa Trời dựa trên việc ông sắp lại bàn thờ, gom lại những đá mà bàn thờ đã bị phá hủy, ông lập lại bàn thờ. Ông sắp đặt củi lên, ông chất của lễ lên, đổ nước lên trên đó và ông cầu nguyện. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta Chúa đáp lửa từ trời và thiêu đốt của lễ, hút hết tất cả nước ở trong mương. Tôi tin rằng đây là một điều mà thật là kỳ diệu nếu chúng ta có mặt tại đó để chứng kiến. Một phần tôi tin rằng tiên tri Eli muốn đảm bảo rằng không ai có thể đổ thừa, là tại vì trên núi, ở trong xứ của sa mạc, củi khô như vậy thì có thể bốc cháy vì một cái duyên cớ nào đó. Nhưng ông đã cho đổ nước xuống một cách ướt sũng như vậy thì không thể nào là một sự ngẫu nhiên được, nhưng mà là một sự đáp lời một cách siêu nhiên từ nơi Chúa, khiến cho của lễ đã được thiêu đốt và dân chúng nhận biết đó là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời là chân thật. Và họ đã sắp mặt xuống và quay trở lại với Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện dựa trên lời của Chúa, dựa trên lời của Chúa hứa, dựa trên những nền tảng của ý muốn của Ngài, mà chúng ta có thể giản dị đến xin và biết rằng tất cả những gì chúng ta cầu xin theo ý của Chúa, Ngài sẽ nghe và đáp lời cầu nguyện trong ơn của Chúa. Không dựa trên nhiệt tâm của chúng ta,
nhưng dựa trên sự mặc khải của lời của Đức Chúa Trời và lời của Ngài hứa. Cho nên hãy để lời của Chúa trái ở trong lòng của chúng ta, thúc đẩy chúng ta khi chúng ta cầu nguyện, lời cầu nguyện sốt sắng. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều là như vậy, anh chị em. Cảm ơn Chúa. Một hình ảnh khác để giúp đỡ cho chúng ta trước khi chúng ta kết thúc. Tôi đọc về câu chuyện này và nó đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Một chức vụ được gọi là vị sứ đồ của sự chữa lành, của chức vụ chữa lành. Đó là một sư John G. Lake. Ông đã trải qua một thời gian gần phân nửa gia đình của ông đã chết ở trong dịch bệnh. Ở chung quanh của ông là sự chết. Những người thân thương của ông cứ người này lần lượt ra đi. Ngày 28 từ tháng 4 năm 1898, vợ của ông cũng hấp hối vì dịch lệ này. Bạn bè của ông đã khuyến khích ông hãy chấp nhận đó là ý của Chúa cho đời sống của vợ của ông. Ông buồn quá và trong lúc tấm lòng của ông tan vỡ, ông cầm quyển Kinh Thánh và ông ném nó xuống đất. Thì lạ lùng thay, quyển Kinh Thánh khi rớt xuống đất thì mở ra nhầm chỗ của công vụ chương 10. Mắt của ông được Chúa nghe gợi nhớ và ông nhìn xuống câu Kinh Thánh ở trong công vụ chương 10 câu số 38 chép như thế này. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép. Rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Và những lời này như lửa thiêu đốt ở trong lòng của ông. Ông đã bừng tỉnh và nhận biết một lẽ thật mà trước đây ông không thấy. Đó là Chúa không phải là tác giả của bệnh tật, vì Ngài chữa lành không phải là chữa lành những bệnh tật do Đức Chúa Trời Ngài cho đến, nhưng mà là Ngài chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp. Ông lần đầu tiên nhận biết được rằng bệnh tật là sự ức hiếp của ma quỷ. Đây là một sự mặc khải của lời của Chúa cho ông. Ông lập tức cảm ơn Chúa và công bố bệnh tật là sự ức hiếp của ma quỷ chứ không phải đến từ Chúa. 9:30 sáng, một kinh nghiệm tuyệt vời đã xảy ra. Sau đó, mục sư Lech đã mở lời của Chúa trong Luca chương 13 câu số 16. Lời của Chúa chép: con gái của Abraham này, quỷ Satan đã cầm buộc 18 năm. Há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Bây giờ sự nhận biết của ông không chỉ là Satan là tác giả của bệnh tật và sự chết, mà Đức Chúa Giêsu Christ ở tại đây qua John G. Lech có thể mang lại sự chữa lành và giải cứu cho những người đau ốm. Cảm ơn Chúa qua việc sử dụng danh của Chúa Giêsu có thể chiến thắng sự chết. Không có sự nghi ngờ nào trong trí của mình rằng Chúa Giêsu đã chết cho sự chữa lành của vợ của ông. Và ông đã lấy đức tin làm một công việc mà chúng ta thấy hết sức là tuyệt vời. Trong sự giản dị mà chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể ban cho ông, ông John G. Lake quyết định để Chúa là đấng nói tiếng nói tối hậu của Ngài, chứ không phải Satan, ở trên sự sống của vợ của ông. Ông đi vào phòng ngủ của bà và đứng ở bên cạnh giường của vợ và ông công bố với thế giới vật chất và thế giới linh rằng vợ của ông sẽ được lành chính vào lúc 9:30 sáng. Cảm ơn Chúa. Khi đến 9:30, mục sư Lech vẫn quỳ gối bên cạnh người vợ yêu quý của mình và kêu cầu Đức Chúa Trời hằng sống. Và khi anh làm như vậy, quyền năng của Chúa đã đến trên bà Ginny và tràn ngập thân thể của bà từ đầu cho đến chân. Kể lại, chứng liệt của cô đã tiêu biến. Nhịp tim trở lại bình thường. Cơn ho của cô đã dứt. Hơi thở của cô lại đều lại. Nhiệt độ của cô cũng trở nên bình thường ngay tức thì. Ban đầu, mục sư Lech nghe một âm thanh nhỏ ra từ miệng của vợ của mình, của bà Ginny. Rồi cô kêu lớn: ngợi khen Chúa, em đã được lành rồi. Vì điều đó đã hoàn toàn khiến cho ông giật mình. Vì ông chưa từng nghe sức mạnh như thế trong giọng nói của người vợ của mình đã đau ốm nhiều năm. Sau đó thì Ginny đã vứt cái chăn ra khỏi giường của mình và đứng dậy, được lành hoàn toàn. Và sự ngợi khen của ông bà đã vang dội ở trong sự thờ phượng Chúa vì kết quả của việc Chúa làm. Cảm ơn Chúa. Các phút thứ nhất chương 18 câu số 38, lửa của Đức Giê-hô-va bèn giáng xuống thiêu đốt của lễ thiêu, củi, đá, bụi và rút nước ở trong mương. Cảm ơn Chúa. Công vụ chương 4 câu 31,
Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dậy Đức Thánh Linh giảng đạo Đức Chúa Trời một cách giản dị. Và kết thúc với câu kinh thánh của chúng ta, Sách Văn thứ nhất chương 5 câu 4: vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Đó, anh chị em hãy chuẩn bị lời của Chúa để chúng ta có thể cầu nguyện. Chuẩn bị, trang bị bằng lời của Chúa để đời sống cầu nguyện của chúng ta được kết quả, được linh nghiệm, và chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy ra trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước trên anh chị em, cho tôi trong thời gian này có thể cầu nguyện cho quý vị. Xin Chúa ban phước trên chúng ta, trên hết thảy chúng ta trong thời gian này. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Lời của Ngài làm tươi mới tâm lòng của chúng con. Lời của Chúa cho chúng con một nền tảng vững chắc để chúng con có thể đến trước mặt Chúa và đến một cách giản dị, vì chúng con biết rằng khi chúng con cầu nguyện theo ý của Ngài thì Ngài chắc nghe chúng con. Biết ơn Chúa trong thời gian này con cầu nguyện. Chúa Thánh Linh ơi, xin giúp đỡ để hết thảy quý con cái đầy tớ của Chúa đang cùng học lời Chúa với con, chúng con có thể làm cho lời của Ngài đầy ắp vào trong lòng của chúng con. Xin giúp đỡ để trong những ngày mà áp lực thấp, chúng con có sự chuẩn bị. Để khi áp lực cao của nhu cầu, thì chúng con sẵn sàng được đưa vào sử dụng, được hành động ở trong ơn của Ngài. Xin Chúa Ngài ban phước để hết thảy anh chị em của chúng con sẽ là những người xuống khe suối, chọn cho mình những hòn đá bóng loáng, bỏ vào trong túi của mình, tìm những lời hứa của Chúa và ghi khắc ở trong lòng. Để rồi khi kẻ thù, những tên khổng lồ của nan đề như khổng lồ Goliath xuất hiện, thì chúng con có thể đặt lời của Chúa, lời hứa của Ngài, chân lý của Ngài vào trong trận ném đá, và chúng con có thể đánh hạ kẻ thù của chúng con bằng chính lời của Ngài. Nguyện xin Chúa Ngài ban phước cho chúng con sẽ kinh nghiệm Chúa Ngài đáp lời một cách siêu nhiên, như lửa từ trời đổ xuống thiêu đốt của lễ, như người nhóm lại rúng động, như người bệnh tật được chữa lành ngay tức khắc, như những phước hạnh mà Chúa Ngài đã bày tỏ cho chúng con thấy ở trong lời của Ngài, để chúng con thấy được Đức Chúa Trời của chúng con là Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện, lời cầu nguyện chân thành, lời cầu nguyện của đức tin, lời cầu nguyện dựa trên ý của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, xin ban ơn. Và lạy Chúa, con trong phước hạnh của Ngài cậy ơn Chúa để dẫn anh chị em chúng con đến mức độ này. Nhưng chúng con tin rằng Đức Thánh Linh có thể làm đầy tâm lòng của chúng con chân lý của Chúa. Xin tiếp tục dạy dỗ, hướng dẫn để mỗi một chúng con đều có thể trở nên những người cầu nguyện, có một đời sống cầu nguyện linh nghiệm ở trong ơn của Ngài. Chúng con ngợi khen Ngài. Nguyện xin nước của Chúa được đến, ý của Ngài được nên ở đất này như ở trời. Chúng con ngợi khen Chúa và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi tin rằng anh chị em đã được phước. Hãy áp dụng lời của Chúa, trang bị cho chính mình để trở nên những chiến sĩ cầu nguyện thật linh nghiệm, người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm thai. Chúa ban phước anh chị em có một đời sống cầu nguyện và sự đắc thắng trong đời sống của mình. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.